ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Em tên là Kiều Thị Thủy, sinh ngày 29 tháng 7 năm 2000, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Mường Than, địa chỉ đội 9 xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đến với cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc tự hào Việt Nam lần thứ 2 năm 2017, em xin phép được trình bày phần thi với chủ đề Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác. Việt Nam, những năm giữa thế kỷ 19, một cuộc sống yên bình, tĩnh lặng và êm ả. Thế nhưng, khung cảnh yên bình ấy đã bị xé toạc bởi Pháp Đại Bác đầu tiên trên bán đảo Sơn Trà của thực dân Pháp. Chúng thẳng tay đàn áp nhân dân ta, không kể già cả, lớn bé, gái trai. Chúng bóc lột hết sức lao động và nguồn tài nguyên của đất nước, đẩy nhân dân Việt Nam ta vào tình cảnh khốn cùng. Giữa buổi loạn lạc nhiễu như ấy, có một cậu bé tên Nguyễn Sinh Cung, sau đổi tên thành Nguyễn Tất Thành, sinh ra cùng nỗi đau của dân tộc, lớn lên trong cảnh lầm than của quê hương, luôn đau đớn nỗi niềm của một người dân mất nước. Làm sao để tìm ra con đường giải cứu dân tộc, làm sao để giúp đất nước thoát khỏi ách nô lệ? Và chàng trai 21 tuổi ấy, với hai bàn tay trắng, với ý chí sắt đá và lòng quyết tâm, người đã bước lên con tàu quân đô đốc Latosa Terevin, bắt đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Đêm ra nước đầu tiên ai đã ngủ, sóng vỗ dưới thân tàu đốt phải sóng quê hương. Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi càng hiểu nghĩa đau thương. 30 năm bốn ba, người đã chịu biết bao gian khổ, đôi bàn chân của người đã in dấu lên rất nhiều quốc gia châu lục. Đi đến đâu, người cũng hòa mình vào cuộc sống của nhân dân lao động. Người làm mọi nghề, mọi việc để kiếm sống và tranh thủ mọi thời gian để học tập. Sau nhiều năm hoạt động cách mạng, cuối cùng người đã khám phá ra một chân lý, tìm ra một con đường giải cứu cho dân tộc Việt Nam, đó chính là con đường theo cách mạng vô sản. Mùa xuân năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về đất nước, chọn Cao Bằng làm địa điểm dừng chân đầu tiên để xây dựng căn cứ địa cách mạng. Tại đây, người đã trực tiếp lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa, đưa nước Việt Nam ta đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Điển hình là cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã xóa bỏ chế độ phong kiến và dựng lên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 7 năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Mùa xuân năm 1969, Bác lâm trọng bệnh. Trong thời gian này, người đã hoàn thiện bản di chúc để lại cho dân tộc Việt Nam. Trong bản di chúc, ước nguyện của người là mong cho đồng bào Việt Nam có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, người cũng khẳng định cuộc kháng chiến của dân tộc tuy khó khăn khăn khổ nhưng nhất định sẽ thành công. Trong những giây phút cuối cùng ấy, mặc dù tình hình lũ lụt ở miền Bắc, tình hình chiến sự ở miền Nam, và cuộc đời của người sống chỉ để chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Sau gần 20 ngày chống chọi với bệnh tật, vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác đã bước vào cuộc trường chinh nhẹ cánh bay, để lại cho toàn dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới một niềm đau vô hạn. Mặc dù Bác đã đi xa, nhưng tấm gương của Bác vẫn luôn
trình ra đi tìm đường cứu.